Rồi, tiếp theo là đến gần 1 triệu ô tô bán tải cổ điển. Các bạn nhìn cái kiểu là biển ô tô cổ điển này, kiểu cách phong dẫn rất là đẹp này, ra cổ nhưng mà đẹp này, đẹp này. Cái đồng xe này, wow, khó rồi. There you go, ok, quá là mạnh luôn. Tiếp theo đấy là một chiếc xe tôn bê tông các bạn. Đây, wow, siêu bự luôn nha. Yeah. Đây, cái tung năm này thì phải là một cái này phải. Tiếp theo đây là một chiếc xe chở thú các bạn này. Đây, không có 3 chiếc xe chở thú nha. Chiếc áo này có 2 chiếc xe chở thú. Hết mi, hết mi. Lòng chở thú rất là tươi nha. Ok, let's go. Wow. Đấy nha. Tiếp theo đây là một chiếc bánh dưới màu đỏ. Màu đỏ tươi rất là đẹp. Let's go.